Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Winner X 209 vừa về với chủ đã nhận ngay cái chèn phụ tùng đồ chơi quá đỉnh. Được ra mắt vào cuối tuần qua với một cái diện mạo là hoàn toàn mới. Winner X 209 hiện đang được xem là cái chủ đề rất được quan tâm trong những ngày gần đây. Nội dung dưới đây sẽ nói về cái chiếc Winner X, nhưng không phải là chia sẻ những thông số kỹ thuật đến từ nhãn sức, mà là nói về cái chiếc Winner X 209 được nâng cấp cực khủng với dàn đồ chơi toàn hàng tuyển ngay khi vừa đến tay chủ sở hữu đam mê xe đồ chơi. Dàn đầu có được giữ nguyên với cái bộ kính tài nhỏ thì của hãng Honda Nam. Người chủ chỉ nhẹ nhàng thay đổi là cái màu sắc xung quanh bằng cái chiếc ốc chất liệu Rhinam được yên phân lên cái màu xanh tím nổi bật trên cái phần dàn áo đen mờ. Phía sau tay lái cũng chẳng có gì được thay đổi quá nhiều. Nhâm trên dĩa được thay mới, điểm nhấn là phần đĩa tải làm bằng cái đường nhôm 705 cho độ bền cực cao, thẩm mỹ và có cái trọng lượng thấp, kết hợp cùng với cái sợi sinh vàng mắt in tự ý, kết hợp cùng với xung quanh là những cái ốc Rhinam tô điểm nho nhỏ cho cái dàn chân thêm chút màu sắc. Dù là một chiếc xe chưa hề lăn bánh nhiều, nhưng cái chiếc Winner X nâng cấp lần này được người chủ trang bị một cái cặp vỏ mới thì của Bugatti Crossover Sport có cấu tạo gai là khá đặc biệt, giúp tăng độ ẩm đường khi chạy ở độ cao hay trong điều kiện đường trơn trượt. Hai khẩu nguyên bản đã nói lên lời từ khi cả xe này còn chưa được ám khói để nhường chỗ cho cái bô đèn chính kết hợp cùng với phần cổ bô titan 3 khúc đem lại âm thanh quy lực mạnh mẽ hơn cho chiếc xe khi chủ nhân lên cái bồn thu máy cao. Một chi tiết khác không hề hấp dẫn trên cái phần dàn chân sau được độ lại đó chính là cái phần heo dầu Rainbow Race 4 bit có mức giá khoảng là 20 đồng một con, được làm cái vách xe ngược xuống dưới tự như cái dòng lập phong khá lớn. Cái dầu heo đỏ nó bọc bấm đầu CC với nhiều màu sắc ôm nhẹ nhàng theo hình dáng ốc dầu rất thẩm mỹ. Hệ thống cuộc sau phiên bản của chiếc Winner X có cái chiều cao không đổi nhiều so với cái bản chiếc đó, nên cái việc sử dụng cái bột nghi trên bình dầu rời dành cho cái phiên bản cũ cũng trở nên dễ dàng hơn cho cái việc tháo lắp và xong là dùng ngay. BMW S1000 ER của cô nàng Shimmer được full dash cực đẹp. Các chiếc BMW S1000 ER sở hữu thiết kế kiêu sa được xưng tụng là cá mập trong làng phân khối lớn hiện nay. Đến với cái quyển sổ một cô gái bốc dáng khỏe mạnh đầy đặn của dân Shimmer, cô nàng đã kết hợp cùng với chú cá mập của mình để tạo ra những góc ảnh đầy cảm hứng bất tận cho những tín đồ mới sơ độ. Vẻ đẹp kiêu sa thân hình vạm vỡ trên cái phiên bản BMW S1000 ER thế hệ 2005 được trùng tu với cái gam màu hắc ám kết hợp cùng cả bộ phận thân xe và những ốp tình đồ chơi được lựa chọn màu đen phải khoắn. Đồ họa vẻ đẹp sẵn có đó chính là những bức ảnh chắc chắn và bộ body kit cực chuẩn của cô chú nhỏ. Nhìn vào thì ai cũng đoán được đây là cái dựng Shimmer với cái độ kiên trì trong quá trình thực hiện và thành quả có được là một thân hình quá nóng bỏng cùng với những góc ảnh cực chất. Góp mặt với sự toàn diện của cái tác phẩm này là có trang bị đồ chơi được chọn lọc rất kỹ như cái kính chống gió Zero Sympathy, cổng phanh Rainbow, các càng bỏ vào tay lái tuyến tố em, cặp phanh trước Rainbow M4 Plus Edition, số đẩy TTS, ống xả Optic Racing Full Edge kịch độc. BMW S1000 ER được trang bị hệ thống cái động cơ là 999cc, 4 xăng thẳng hàng làm mát dung dịch, sinh cái công suất 199 mã lực tại vòng tua 13.500 phút, mô men sắc đại 113 cm tại vòng tua 10.500 phút, đi kèm hộp số sơ cấp. Và giá của chiếc BMW S1000 ER208 đang bán chính hãng ở Việt Nam rơi vào khoảng 599 triệu Việt Nam đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, nhớ like, subscribe.